Như vậy trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphin đã bắt đầu và tình huống kiểm soát bóng đầu tiên sẽ thuộc về Hà Nội Buffalo. Tình huống phòng ngự tốt của Dolphin, đội phản công chỉ còn huy hoàng ở phần sân nhà. Quá dễ rồi và có điểm cho Madarius Gibbs. Madarius Gibbs có yểm trợ từ Samson, pick and roll và khoảng trống mở ra cho Samson. 3 điểm nữa được ghi cho Nha Trang Dolphin, 5-0. Có những cú ném thành công ở thời gian khởi động trước trận, nhưng có vẻ là hôm nay đang thử kêu nhưng đốt hơi xịt. Và Dominic Thâm đánh dấu sự trở lại của mình. Trong khi đó thì Hà Nội Buffalo vẫn đang cố gắng tìm kiếm điểm số đầu tiên của mình. Tình huống yểm trợ của Russell Smith cho Tiến Dương, và Tiến Dương đã có pha lay up thành công, cướp bóng thành công. Và bây giờ sẽ phản công cho Huy Hoàng. Huy Hoàng đang chơi yểm trợ, không có điểm cho Huy Hoàng. Huy Hoàng không thể thắng được Madarius Gibbs. Và sau đó thì chính Madarius Gibbs là người tiếp tục tỏa sáng với kiến tạo thuận lợi cho Thâm. Rút anh ra khỏi sân là điều cần thiết của Hà Nội Buffalo. Bóng được đưa cho January. Một cú ném khó, nhưng khó vẫn có thể làm được. Đó là giá trị của January. Và anh đã có tới 2 trận đấu gặt double double với chỉ số 20-20. Vừa rồi thì Robert Samson đã có pha chạy cắt và giữ điểm cận rổ tốt. Làm gì đây? Khoảng trống cho Samson, và đây là một vị trí ném sở trường. Chắc chắn là 3 điểm cho Samson. Và đó là khoảng trống để January đột phá. Madarius Gibbs được truyền cho Vĩnh Quang. Samson, không, đây là Thâm, đây là Gibbs. Khoảng trống có thể ném 3, Hoàng Phúc. Có 3 điểm cho Hoàng Phúc, cầu thủ sinh năm 2004. Trong trận ra mắt VBA thì Hoàng Phúc đã có được tới 12 điểm. Những câu trả lời của Hà Nội Buffalo. Năm đó trong màu áo của Nha Trang Dolphins. Lại một kiến tạo hay của Madarius Gibbs. Nhãn quan tuyệt vời. Lợi thế dẫn trước là 21-9. Và xử lý không thành công của Madarius Gibbs. Và có lẽ đây sẽ là 2 điểm dễ dàng cho Tiến Dương. Chắc chắn đó là 2 điểm. 11-21. Lại là tình huống xử lý của Gibbs. Đối với Thâm. Lần này thì đối với Thâm sẽ phải làm nhiều hơn. Và vẫn thành công. Phúc Vinh cũng đã vào sân bên phía Dolphins. Russell Smith cú ném lấy 2 điểm. Và có 2 điểm sau pha bóng trao điệu trên vành rổ. Đội Buffalo đang phải thực hiện khá nhiều những tình huống ném khó. Dominic Thâm xoay sở dưới rổ, vẫn có 2 điểm cho Dominic Thâm. Không thể cản phá. Đó là những gì mà Dominic Thâm đang thể hiện. Samson đã tiến ra. Vẫn là Gibbs. Gibbs và Ngọc Khánh. Đường truyền xuống góc không độ, Sơn Minh Tâm. 3 điểm được ghi cho Nha Trang Dolphin. Ô như vậy. Lại là Gibbs, đường truyền hay. Và tiếp tục là 3 điểm nữa cho Nha Trang Dolphin. Cầu thủ trẻ Hoàng Phúc. Hai lúc này đang là 16 điểm cho Dolphin sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Và cả người ném khó, nhưng có rebound tấn công và điểm được ghi cho Russell Smith. Là một trận tấn công nhưng anh đã có cho mình turnover thứ hai trong hiệp đấu này. Tấm Đinh có điểm cho Tấm Đinh. Hà Nội Buffalo đang nỗ lực để rút ngắn khoảng cách. Lại một pha turnover nữa và cơ hội để Buffalo rút ngắn cách biệt. January Aerostep có điểm cho January. Quỹ đạo bóng không đẹp cho lắm. Samson bóng được trả cho Madarius Gibbs và bây giờ lại là một cú ném 3 điểm. Có rebound cho Samson, vẫn chưa thành công. Cuối cùng thì Samson và Dominic Thâm cũng có thể mang về điểm số tiếp theo cho Nha Trang Dolphins. Một chuyền của Gibbs dành cho Vĩnh Quang. 3 điểm của Vĩnh Quang. Một cơn mưa 3 điểm được dội vào rổ của Hà Nội Buffalo. Gibbs và Quang Anh. Huỳnh Vĩnh Quang chưa ném. Vẫn là Vĩnh Quang. Chưa được, không có điểm sau pha thả rổ của Vĩnh Quang. Nhưng Buffalo không thể có rebound. Madarius Gibbs kiến tạo cho Samson. 3 điểm từ Robert Samson. Robert Samson đường truyền hơi khó, nhưng đây là Thơm ở cận rổ. Madarius Gibbs, Samson. Lại là cú ném của Samson. Quang Anh đã trượt ngã và cội phản công cho Dolphins. Lại đưa bóng cho Gibbs để anh chia cho đồng đội những cỗ bài thuận lợi. Nhưng lần này thì Gibbs quyết định tự làm tự ăn. Tâm Đinh, đây là cơ hội để Tâm Đinh gỡ điểm cho Buffalo. Và có end one cho Tâm Đinh. Hà Nội Buffalo cần thêm thật nhiều tình huống như thế này.
Sau pha bóng vừa rồi thì điểm số của Hà Nội Buffalo vẫn chỉ bằng một nửa so với Nha Trang Dolphins. Đúng là họ cần những tình huống ghi điểm như thế này, bởi họ không chỉ cần điểm số mà họ cần cả sự hưng phấn. Nhưng Russell Smith là người đã rebound. Có khoảng trống, cú ném cơ bản không thành công, và Tâm Linh là người rebound để có thêm 2 điểm cho mình. Huy Hoàn chuyền bóng cho Madarius Gibbs. Quyết định floater của Madarius Gibbs. Có vẻ như Madarius Gibbs đang bắt đầu chán kiến tạo cho các đồng đội. Chân tay của Huy Hoàng. Vẫn là Huy Hoàng. Eurostep. Một tình huống xử lý tốt của Huy Hoàng. Hiệp đấu thứ hai còn 1 phút. Huy Hoàng đang kèm Madarius Gibbs. Một tình huống quyền đôi và rất hay với pha ghi điểm của Madarius Gibbs. Trong hai hiệp đấu đầu tiên thì Dolphins đã sớm vượt lên, và sau đó thì họ nhấn ga khiến cho Buffalo chỉ biết ngoái lại ở phía sau, ngoái nhìn ở phía sau. Tiến Dương, Huy Hoàng kích ra cho Tâm Đình. Tâm Đình cách end sút có 3 điểm với cú ném sọt gỗ của Tâm Đình. Đang có được 17 điểm rồi. Và chúng ta chờ đợi thêm một kiến tạo nữa của anh để sách lịch sử VBA chính thức sang trang. Kích bóng cho Smith. Smith ném ngay. Cú ném tốt của Russell Smith. 3 điểm cho Hà Nội Buffalo. Russell Smith vừa bỏ túi điểm số thứ 12. Vẫn là Gibbs. Huỳnh Vĩnh Quang. 3 điểm không. 3 điểm cho Huỳnh Vĩnh Quang. Tạo của Madarius Gibbs thì Vĩnh Quang chính là shipper. Và lần này thì anh lại ship trái bóng vào rổ, không trượt bắt nào. Thì cũng đã là 13 lần thành công trong 24 lần ném. Và ra tay của Tiến Dương cũng thành công. Ít nhất thì Hà Nội Buffalo đang cố gắng để không bị bỏ lại xa hơn nữa. Đường truyền của Gibbs. Tiếp tục là Vĩnh Quang. Vẫn là Madarius Gibbs. Quá hay. Madarius Gibbs đang làm ảo thuật. Sau trận đấu này thì tôi mà phỏng vấn cao thủ Dolphins thì chắc chắn họ sẽ bảo chơi bóng rổ nhìn chung là dễ. Chính xác là chơi bóng rổ với Gibbs nhìn chung là dễ. Cũng có điểm cho Buffalo. Bóng trong tay của Gibbs. Phá chạy cắt và điểm sau cú alley-oop của Phúc Bình. Madarius Gibbs hoàn toàn có thể hướng tới một trận đấu 20-20. Một câu cổ động cũng khá hay của cổ động viên Buffalo, nhưng có lẽ là điều đó không thể xảy ra trong ngày hôm nay rồi. Dominic Thâm và 2 điểm nữa cho Thâm. Có lẽ ở khối lượng vừa rồi thì khoảng trống dành cho Huy Hoàng. Chuyển ra ngoài cho Tâm Đình. Ra tay khá đẹp bắt và 3 điểm cho Tâm Đình. Một hiệp đấu mà Tâm Đình đang ném rất tốt dưới bối cảnh khi mà mình đã thua đến 30 điểm. Kích ra Sơn Minh Tâm. Có 3 điểm. Buffalo có 3 điểm thì Dolphins cũng trả lời. Cơ hội dành cho Ngọc Khánh. Một pha xử lý tốt của Tô Ngọc Khánh. Linh động hợp lý của trọng tài trong bối cảnh như thế này. Đối với Samson, quá dễ dàng để Samson dí rổ. Đối thủ của Hà Nội Buffalo. Nhưng Nha Trang Dolphins vẫn dễ dàng đưa đội bóng tới sát rổ của Hà Nội Buffalo và có thêm điểm cho Dominic Thâm. Chiến thắng với cách biệt lớn nhất từ đầu mùa tại VBA năm nay là 18 điểm mà chính Hà Nội Buffalo đã thiết lập trước Đà Nẵng Dragons. Samson cũng đã có cho mình 19 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống bóng tráng rổ của Russell Smith. Cũng khá thú vị đó là trong 3 chiến thắng của Hà Nội Buffalo thì ngày hôm đó trời đều mưa. Và mưa đúng vào lúc trận đấu chuẩn bị diễn ra. Hôm nay thì là một ngày trời quang mây tạnh. Pha tấn công của mình. Lại là một tình huống dí dổ của Dominic Thâm. Vĩnh Quang. Vĩnh Quang quyết định đột phá. Và có 2 điểm cho Vĩnh Quang.
Pha chuyền bóng hơi ẩu của Maradiskip. Hà Nội Buffalo rút ngắn thêm được 2 điểm cách biệt. Chuyển cho Quang Sáng. Đây là Maradiskip. Pha trả bóng ra của Maradiskip là hơi non, nhưng anh sẽ có rất nhiều thời gian cho mình để thực hiện cú ném 3 điểm tiếp theo. 16 quả 3 điểm thành công cho Nha Trang Dolphins. Kích ra chưa được. Vẫn là Hồng Gia Lân. Hồng Gia Lân lấy 2 điểm và đó là cú ra tay rất gọn gàng của cầu thủ kỳ cựu Hồng Gia. Hoàng Phúc. Phúc Vinh ném 3 điểm cho Phúc Vinh. Và đây là kỷ lục tiếp theo của VBA được xác lập trong trận đấu ngày hôm nay. Một chục giây nữa thôi. Và bây giờ thì có lẽ Nha Trang Dolphins sẽ giữ trái bóng lại. Cuối đầu giữa Nha Trang Dolphins và Hà Nội Buffalo sẽ kết thúc với tỷ số là 97-60. Thắng lợi với cách biệt 37 điểm cho Nha Trang Dolphins trong một ngày mà họ phá tới 2 kỷ lục của VBA với số kiến tạo của một cầu thủ trong một trận đấu được xác lập bởi Maradius Gibb với 16 kiến tạo ngày hôm nay. Cùng với đó là kỷ lục với 17 cú 3 điểm thành công được thực hiện bởi các cầu thủ Nha Trang Dolphins trong trận đấu này.